Do chúng ta tích lại bò mẹ bình hỏng, mới bình hỏng bòm tòn bấm văng chương trình quăm tay không đài truyền hình Việt Nam. Trên bình hỏng hạc giường, đối cấp bò mẹ cho trời côn tài nguyện, cổng chiêng, lò quần nhau mi cả con nhớ luồng, cuồng tê kiến sú, văn hóa, hì không, tòng chăn, bưng bằng lễ, bằng hội. Cổng chiêng cạt kênh các phủ côn, té chơ o ma, tàu họ chơ báy la, mưa sú giàng. Con chơ mi cổng chiêng tong côn ê đề cò diệt ó tàng chiêng buồn sòn nừng đầy dây té bằng mày khé là chiêng gram bó co là chiêng mày tó xiền chiêng sải trầm. Đối các bà mẹ chừa côn ê đề xúc khỏi nặng cuồng bá tê kiển rú văn hóa cò sưng hịt không tòng trần bá bày chè bày bốc đôi kiển rú nằm buồn làng tây nguyên té bá con ê đề cò sò sáo cánh dệt ót lại tảng nhạc trên lang lườn xưa lò té lại tảng cỏ mày cỏ tó con ê đề cò ngắm bùn ó tàng chiềng bồn sòn mi lại nên văn hóa. Khỏi ngắm mưa nỉ lầm hừ tràn nham vầy khảo bá áo mày ỉ là lù cha nhớ không khỏi bị nỉ làn đầy dép bét bì ngày xưa ở vào tuổi này tôi đã có thể sử dụng té chào chưa tuổi nỉ khỏi cò mi xương sủ đầy chiềng cánh hủ dề chiềng hát và khai nỉ một nhóm có bóng bồng chờ họp về hiểm trừ bước lên văn hóa trên lang hỏng chừa con chầu khỏi có mi lông bùn triền vầy hở bưng hàn ma tàng nghệ thuật dệt chiềng mài nỉ tó nạ đầy bóng biểu lông mặc muôn ai chi chóng hăng chỉ bó hở lù làng nỉ vầy dệt đầy chiềng mày sương sư đầy lựa bưng mày đi mày nà và vàng cài hư cỏ chi bóng mặn ỉ là có mày cài sòng pì trắng cứ đầy lang đi vầy dây chiềng có mày nỉ sư chăn hát và đầy lựa chơ đờ tắt cuồng chơ và mượt cánh bóng mi bườn hài và neo nằn chi chuốc tổng họt tổng anh kìn xem hết bền tá khổ giáo bườn nưng chơ khổ leo hư trắng áo hoa dệt và dệt chảo cài cò chi bóng bền khách nỉ cò chi tắt mày hà lù bấng nơ làng nỉ vài mít kinh nghiệm dệt vâng cây tre rất là quan trọng đối với có mày có xuất tỷ quan trọng đối cấp dân mương nặng nỉ té chào hư ỏm làng bòm mi bưng cỏ mày neo nỉ nặng hùa hồi hùa bó sáu cỏ bú mày bày mi nằm lại nào nặn ó cỏ xương sủ cỏ mày nỉ bày dệt bưng tàng trường chuồng hong đôi kiển rú hàng mử nặng trường sơn tây nguyên lại hơn ngắm bùn có mát nặng nỉ và hiện bưng tàng nhạc đầy dệt té cỏ mày bóng neo nỉ chính lò vầy tánh ó bưng tàng nhạc muôn hòm xưa trên trường sơn tây nguyên nhiều nhà nghiên cứu khi đến đây đã nói với tôi rằng hệ các nhạc cụ tre nứa nguyên thủy chính là mi xương đủ ăn là bón mà bè
nên nghệ thuật ẩm nhạc bồn giòn. Cũng có thể coi đó như một gợi ý để phát triển một nền nghệ thuật âm nhạc độc đáo. Thế nhưng nhìn từ góc độ thời gian, hát và le cài sàn lèo, cổng chiêng lò tàng trường dệt té tàng tông, mản đì xưa bưng tàng hoài néo nỉ. Vừa sức hẳn cùng đưa tiền xú khổng chu trở côn, cổng chiêng dệt té bưng tàng đích lai cỏ cực bền mản đì xưa. Với đặc điểm hệ sinh thái rừng tự nhiên, Trường Sơn Tây Nguyên phong phú bạt ngàn các chủng loại tre. Mi phồng bá bu quảng phấn, Trường Sơn Tây Nguyên cỏ mi lại tàng mày thó. Vừa sức hẳn mi xương đủ tàng nhạc dệt té mày nặng Tây Nguyên cỏ chọc sùm xưa. Thiên nhiên không chỉ trở tre, trao cho nguồn sống. Phồng phà đìn bò sân to bày bốc, nhôm sòng hở đôi kính rú lại tàng lại rong, nhăng tà bền luông trần nham, cùng buồn kính đôi rú trùm yên. Nhăng phủ côn, bừng sở ăn, bánh khầy luông đắc ngon khỏng trầu. Tế hẳn, táo đôi kính rú lại tàng lại rong, cạt kiên phá bu cắp phủ côn. Lăng bức mử dệt vỉa, dệt hay hái na. Bò mè cỏ sủ bưng tàng trường, tàng khốc dệt ó bưng tàng nhạc muôn hòm. Tay xương trường tông, trường mày, cỏ xương đổi quần biển chế khổng hoan, lưng lò chết bó co cầu tàng tọp hôm tà biển chiềng, mi chơ biển chế khổng bưng chiềng hỉ, mi xương họt sao khẳng. Tàm tòi lang áo rủ chiềng hỉ bưng sớ từng xiềng từng ăn sồm chân cấp từng nốt đủ rê mi pha son la si. Tàm tòi từng nốt nhạc côn nghệ nhân chi dệt luông tển hy khỏng mày lá cằn xương sư hở chọp dùm lưng chơ luông hy khỏng mày té xàm xíp họt xí xếp hạ phần. Bằng mày ké đẩy xìn xe đi chăn. Hù xà cha xưa dệt bền xiềng mày ăn chính lọ phăng xiềng xương sư hở mo. Nếu mình làm không có độ chính xác, và chầu dệt bó men hư cỏ chi nhàm bường mày nếu nối được mà không thể ghép được nên làm phải có cái độ chính xác của âm thanh của cái bộ chương tre này. Bây giờ còn phân xem đây này. Và tắt mày nàng sùng hư chảo đầy tính tà phái cuồng phái nọ dương sư và bằng mày nà vàng nhớ nòi hư chảo cỏ chiếc dệt dương sư vầy tạ bền xiềng hở mân bỏng băng cằn xử lý bằng cách nào được có cái độ chuẩn của âm thanh hai cái bằng nhau. Đây là trừ hao vì cái này nó nhỏ hơn tức là cái cong hưởng nó sẽ bằng mày nỉ nòi xưa chảo tập khổng mưa neo nỉ cỏ chiếc hình sừng vừa xương sư vừa và bằng mày nỉ chằm và hi ha và phái cuồng mắt nà xưa. Ở đây là dạ rồi. Được quá. Ông này nhỏ hơn. Nhưng mà khi mình gõ vào âm thanh nó bằng nhau. Bằng mày ỉ chằm và nổi xưa há và chơi chảo tập khổng mưa hư cỏ nghiên xiềng bé cằn. Nó dày hơn. Và là nhỏ hơn cái độ chữa mà cái cộng hưởng trong này thì nó chằm và măn hi xưa nổi nừng há và hau cỏ nghiên măn bé cằn. Dài hơn một chút.
nhưng mà quan trọng là mình tán lẻ lấy cái âm thanh chuẩn đó, chứ không tính cái độ dài. Bây giờ cái này mới là quan trọng này. Ăn hì trắng là quan trọng. Ỉ mi sòng phân vài bành, bành luông tiền hy, cánh luông vàng là khỏng măn. Lưu hèn báu ăn hì xiềng nòi xưa, le măn tiền xưa, nhăng ăn hì hi cài, vừa và măn nà xưa. Bây giờ nó muốn xuống âm thanh bằng nhau, hai cái bằng nhau này. Phải lấy khay é hở sòng ăn hì mi xiềng to cằn hau đầy. Lấy vừa vừa đừng có quá chắc xiềng hỏi đừng mở. Con nghe là lần thứ hai này. Còn chưa tới, còn phải xuống nữa. Đấy. Một cái thanh nhỏ hơn và một cái thanh to hơn. Kìm nừng nhớ xưa, kìm nừng nỏi xưa. Ma cốc bài xương xưa, ăn nưng nhớ xưa, ăn nưng vàng xưa, măn trắng mi xiềng bé cằn, vừa và ỉ măn vàng xưa, cánh tiền xưa. Cái thanh nó to hơn, nhưng cái cao độ của nó bằng nhau với cái nhỏ này, vì nó còn độ dày của nó, đây nó còn độ dày nữa. Nhưng mà lấy thêm nó sẽ càng cao độ càng tăm hơn, mà nếu mà cắt bớt cái phần đầu này là cái cao độ nó sẽ cao hơn. Đây là thầy nguyên lý mà làm cái bộ chiên tre. Việc lựa chọn được ống tre đạt tiêu chuẩn. Việc lựa chọn đẩy bằng mày, cứ đẩy tới lúc cùn phải dệt chiếc mày, cỏ ra tạ bình vương xiềng mày cỏ ra chát sức lại. Nó đòi hỏi người nghệ nhân phải có trình độ thẩm mân cần côn nghệ nhân mi luông hủ xiêng phăng vương xiềng nhạc cánh mi kinh nghiệm dê chiềng. Âm thanh nào mở đờ cờ neo nằn làng trước đúc nguồn là về khổng quân cán bộ làng trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk hỏi cờ táo má hơn xếp tạm mặc muôn các bước nét văn hóa trên lang khổng chầu đối cấp hỏi bưng tàng trường nhạc dệt té mày bác có phú cổng trường khổng quân ê đê tà bền bòm lò ngân lang văn hóa xuất tì nhớ luồng trắng mỏng cong bà mẹ ê đê xuống nàng chu buồn làng tây nguyên hù chành đầy khổ nằn vài động viên lù làn hiểm trừ cấp bính khay nên văn hóa chăn trì khòng chừa khôn trào.